Thầy chào các em. Chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập chủ đề 10, năng lượng và cuộc sống. Bây giờ chúng ta vào ôn tập. Phần thứ nhất là thầy tổng kết chương vừa rồi. Để các em nắm được nội dung của chương và hiểu được năng lượng là gì. Thứ nhất, chúng ta nói đến năng lượng. Năng lượng được phân dạng theo tiêu chí. Mà như chúng ta đã biết, tiêu chí thứ nhất là nguồn gốc tạo ra năng lượng. Gồm có cơ năng. Thứ hai là nhiệt năng. Thứ ba là điện năng. Thứ tư là quang năng. Và cuối cùng là hỏa năng. Như vậy thì nguồn gốc tạo ra năng lượng là có 5 từ nguồn gốc tạo ra năng lượng. Tiếp theo là nguồn gốc vật chất của năng lượng. Đó là năng lượng chuyển hóa toàn phần. Năng lượng chuyển hóa toàn phần đó là năng lượng được khai thác từ các cái mỏ dầu, mỏ than, đó gọi là năng lượng hóa thạch. Và năng lượng tái tạo đó là năng lượng mà chỉ trong một thời gian ngắn con người có thể tạo ra, ví dụ như xây nhà máy thủy điện hoặc là trạm điện năng lượng mặt trời hoặc là máy phát điện dùng năng lượng gió. Và phân loại theo mức thứ ba đó là mức độ ô nhiễm môi trường, gồm có năng lượng sạch là không làm ô nhiễm môi trường và năng lượng gây ô nhiễm môi trường mà như chúng ta đã biết. Như vậy chúng ta hiểu ý thứ nhất như vậy, đó là phân dạng năng lượng theo tiêu chí để chúng ta xét. Bây giờ tiếp tục, khái niệm về năng lượng. Năng lượng các em biết rằng đơn vị của năng lượng đó là joule hoặc calo, mà như các em thấy trên các cái bao bì lương thực thực phẩm đóng gói thì thường chúng ta thấy có ghi cái mức năng lượng của cái gói đó để người tiêu dùng biết để dùng. Đặc trưng cho khả năng tác dụng lực. Như vậy về khái niệm năng lượng đó là đặc trưng cho khả năng tác dụng lực. Chúng ta cũng đã biết qua những cái ví dụ. Tiếp tục là chúng ta nói đến nhiên liệu. Nhiên liệu giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy, như chúng ta cũng đã biết trong các bài học. Ý tiếp theo, năng lượng tuân theo những nguyên lý gì? Đó là nguyên lý truyền năng lượng, nguyên lý chuyển hóa năng lượng và cuối cùng là nguyên lý bảo toàn năng lượng. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ dạng này qua dạng khác. Truyền năng lượng là quá trình truyền từ vật này sang vật khác. Chuyển hóa năng lượng là chuyển hóa từ dạng này qua dạng khác. Như vậy hai cái ý này phân biệt cho nó rõ kém nha. Truyền năng lượng và chuyển hóa năng lượng. Tuy nhiên, năng lượng truyền hay chuyển hóa thì luôn kèm theo một ý gì kém. Đó là hao phí năng lượng, đúng không? Tức là năng lượng hao phí. Trong quá trình năng lượng truyền từ vật này sang vật khác hoặc từ dạng này qua dạng khác
bao giờ cũng xuất hiện cái hao phí năng lượng. Còn vấn đề gì nữa các em? Còn một vấn đề nữa, đó là tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống. Tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống, đó là giảm sự hao phí trong quá trình sử dụng. Chúng ta sử dụng càng nhiều thì sự hao phí càng lớn, tức là chúng ta phải bỏ ra một số tiền chi phí rất là lớn. Nhưng chúng ta biết tiết kiệm năng lượng thì chúng ta giảm được sự hao phí đó, chúng ta sẽ dư tiền bạc để làm những vấn đề khác. Và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo thay cho năng lượng hóa thạch, để giúp cho giảm thành hà. Hơn nữa là không gây ô nhiễm môi trường, đó là năng lượng sạch. Như vậy vừa rồi thầy đã tổng kết cho các em năng lượng, các em cần phải nắm vững để chúng ta hiểu vì năng lượng là gì. Bây giờ chúng ta qua làm một vài bài tập ôn tập sau. Bài thứ nhất là con người có thể sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng dòng nước vào những việc gì? Thì câu hỏi này thì đối với các em là quá đơn giản, đúng không ạ? Con người có thể sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng dòng nước với mục đích thứ nhất là tạo ra điện năng. Thứ hai là làm nóng nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Thứ ba là tạo ra hệ thống điện độc lập cho từng vùng, giúp phát triển sản xuất và phục vụ thập sản sản xuất. Như vậy là những ý đó là chúng ta cũng đã biết trong cả cái nội dung học mà thầy đã dạy cho các em. Bây giờ tiếp tục sang bài tập số 2. Khi đi xe đạp tới trường, năng lượng cung cấp cho xe chuyển động được truyền từ đâu? Trong quá trình đạp xe có năng lượng hao phí hay không? Nếu biện pháp giảm sự hao phí đó. Qua ví dụ này thì chúng ta sẽ hiểu được là các ví dụ khác thì chúng ta cũng phải biết cách lập luận, biết cách trình bày cho nó rõ ràng. Chứ không phải là qua ví dụ này chúng ta chỉ biết ví dụ này, chúng ta phải liên hệ với những cái ví dụ khác. Tuy nhiên, ví dụ này là một cái ví dụ để giúp các em nắm vững trong cả cái ý của câu hỏi của bài tập số 2 này. Từ đó các em có thể giải các cái bài toán khác về năng lượng trong các cái trường hợp trong cuộc sống mà quý thầy cô đưa ra. Khi đạp xe, năng lượng của người đạp sẽ truyền từ người sang xe nhờ chân đạp pedal xe. Chúng ta không đạp vào pedal thì làm sao mà xe chạy được, đúng không? Vì ý thứ nhất là xong. Ý thứ hai là trong quá trình đạp xe luôn có năng lượng hao phí. Vậy năng lượng hao phí này nằm ở chỗ nào? Chúng ta phải trình bày rõ. Thứ nhất là lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường, gọi là ma sát nghỉ được em. Ma sát này là ma sát thúc đẩy chuyển động. Không có ma sát nghỉ thì không thúc đẩy chuyển động được. Lực ma sát ở các ổ trục bánh xe. Cho nên chúng ta phải thường xuyên chăm sóc ổ trục bánh xe bằng cách bôi dầu mỡ vào để cho nó giảm cái lực ma sát và giảm sự bào mòn của trục xe. Ở đây là sự bào mòn của bi các em nhé, và ổ bi ở trong đó. Thứ ba là lực cản của không khí tác dụng vào xe và người đạp xe cũng sinh ra năng lượng hao phí. Bây giờ chúng ta sang ý thứ ba của câu hỏi. Để giảm năng lượng hao phí thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta đề xuất một số phương pháp, đúng không? Thứ nhất là bôi dầu mỡ vào các ổ trục để giảm ma sát. Thứ hai là đi xe khỏi có khối lượng nhẹ. Các em thấy xe bữa nay người ta làm, kể cả xe hơi cũng như xe máy, thì cái hình thức ở
phía ngoài người ta không làm bằng kim loại, vì kim loại nó nặng, hao phí nhiên liệu. Hoặc là xe đạp mà nặng thì chúng ta cũng hao phí cái năng lượng để đạp xe, cho nên chúng ta phải đi xe có khối lượng nhẹ. Đó là những cái dạng xe mà được chế tạo. Trong đó có rất nhiều cái bộ phận bằng nhựa để giảm cái khối lượng xe đó cả. Thứ ba là phương tiện đi lại thì phải đi trên đường được rải nhựa đường, hoặc là đường có độ dốc thấp. Cho nên các em thấy trên đường cao tốc hoặc là đường quốc lộ thì bao giờ cũng được rải nhựa đường, đúng không nào? Và những cái nơi nào mà dốc cao thì người ta sẽ ủi đất đi để người ta giảm cái độ dốc xuống, để tránh cái sự hao phí năng lượng của những người đạp xe cũng như động cơ xe đi qua đó. Như vậy thì qua cái bài tập số 2 này, các em có hiểu được những cái ý để chúng ta vận dụng cho các bài tập khác. Bây giờ chúng ta sang cái bài tập cuối cùng, đó là năng lượng sinh học. Các em phân biệt cho thầy là xăng sinh học và năng lượng sinh học nhé. Ở đây là xăng sinh học. Xăng sinh học được tạo nên từ việc pha trộn xăng khoáng, tức là xăng được khai thác từ các cái mỏ dầu, các em trộn xăng khoáng thông thường, đó là xăng A92 với nhiên liệu sinh học, đó là bioethanol, là nhiên liệu được sản xuất phần lớn từ các loại lương thực như ngô, sắn, ngũ cốc và củ cải đường. Xăng sinh học E5 có tỷ lệ nhiên liệu sinh học từ 4% đến 5%, cho nên người ta gọi là E5 là vậy đó. 5% là các em, người ta lấy số tối đa 5%. Xăng sinh học E10 có tỷ lệ nhiên liệu sinh học từ 9 đến 10%, thì người ta lấy số 10% này. Bây giờ câu hỏi đặt ra là xăng sinh học là dạng năng lượng tái tạo hay năng lượng chuyển hóa thành phần? Câu thứ hai là sử dụng xăng sinh học thì có những ưu thế nào so với xăng thông thường? Để thầy sẽ trả lời cho các em hai vấn đề. Và các em cũng phải suy nghĩ hai vấn đề này, chứ không phải là thầy trả lời cho các em, đúng không? Thì bây giờ các em thấy này, xăng sinh học là pha trộn giữa xăng thông thường và nhiên liệu sinh học mà do con người sản xuất từ lương thực thực phẩm. Cho nên ý này là chúng ta xác định là xăng sinh học là dạng năng lượng tái tạo và chuyển hóa thành phần. Như vậy là nó có cả hai, đúng không? Còn nhiên liệu sinh học là khác nha các em. Nhiên liệu sinh học là nó được sản xuất cũng từ nhiên liệu được tạo ra từ lương thực thực phẩm. Cho nên là cái nhiên liệu như vậy là nhiên liệu tái tạo. Nhiên liệu sinh học là nhiên liệu tái tạo. Còn xăng sinh học là cái dạng năng lượng vừa tái tạo vừa chuyển hóa thành phần, tức là vừa sử dụng năng lượng tái tạo mà vừa sử dụng cái năng lượng xăng cho khai thác ở các cái mỏ dầu. Tiếp theo, ưu điểm của việc sử dụng xăng sinh học. Sử dụng xăng sinh học có những ưu điểm sau các em này. Thứ nhất là khí thải ít độc hại hơn xăng thông thường, làm giảm cái ô nhiễm môi trường. Đó là mục đích của con người hướng tới, để làm cho cái môi trường của trái đất luôn luôn không bị ô nhiễm, để giúp cho cuộc sống của con người tốt hơn, giữ gìn sức khỏe con người tốt hơn. Và đặc biệt là nó giữ cho cái hệ sinh thái, sự đa dạng sinh học ở trái đất luôn luôn nằm ở mức tốt nhất. Giúp cải thiện sự hao mòn động cơ. Ít hơn xăng thông thường. Sử dụng xăng sinh học thì nó làm cho cái động cơ hoạt động trơn tru hơn, cho nên nó ít làm hao mòn động cơ.
Ý tiếp theo là xăng sinh học thì có giá thành rẻ, giảm được chi phí tiêu dùng, tức là tiết kiệm được tiền bạc rồi các, để vào làm những cái việc khác. Xăng sinh học được đốt cháy triệt để hơn xăng thông thường, nên nó tăng công suất động cơ. Thì thầy nói thêm một chỗ này để các em hiểu. Khi chúng ta pha ethanol, tức là cồn đó các, gọi là cồn đấy, vào xăng thông thường, thì nó làm cho cái độ octan, người ta gọi là độ octan cao. Mà độ octan cao thì sẽ cháy nhiên liệu trong bồn đốt triệt để, từ đó nó làm tăng công suất động cơ. Nhưng mà nếu độ octan mà thấp thì các em sẽ thấy rằng nó sẽ kích nổ ở trong động cơ. Và các em cũng hình dung được là thỉnh thoảng các em đi ngoài đường, các em thấy những chiếc xe tự nhiên nó cháy bình thường, nó nổ cái bùm, thì là do trong xăng có nước, tức là cái độ octan ở trong xăng nó giảm, cho nên nó kích nổ. Ở đây xăng mà được pha xăng sinh học vào xăng thông thường, tức là xăng sinh học đó, chúng ta pha ethanol vào trong xăng thông thường thì cái độ octan cao, cho nên nó không kích nổ, làm cho động cơ hoạt động mạnh mẽ. Cuối cùng là vì xăng sinh học được lấy một phần từ ngô sắn, ngũ cốc và củ cải đường để mà làm cái nhiên liệu sinh học để phá vào xăng, cho nên nó sẽ thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp, giúp cho người nông dân có cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng là nếu quốc gia nào mà sử dụng xăng sinh học thì quốc gia đó sẽ ổn định năng lượng của quốc gia, tức là không phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu xăng thông thường. Tức là nhập khẩu ít thì ít phụ thuộc vào gas. Như vậy là nó bảo đảm ổn định năng lượng quốc gia. Đây là những vấn đề nó gắn liền với cuộc sống hàng ngày mà chúng ta tiếp xúc. Như vậy thì bài hôm nay thầy chỉ dừng ở đây. Qua bài hôm nay các em cũng nắm được một số vấn đề về năng lượng và một số ví dụ trong thực tiễn. Và đặc biệt chúng ta nói đến cái xăng sinh học để chúng ta hiểu hơn cái năng lượng mới mà con người ta đang hướng tới. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Thầy chúc các em bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và học tập. Các em nhớ like và đăng ký kênh và giới thiệu cho bạn bè biết để giúp kênh thầy phát triển, nhằm mục đích giúp đỡ các em học tốt hơn. Cuối cùng, chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.